Sáng ngày 15 tháng 9, ông Đinh Văn Giảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiều Kỷ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh làm hai người tử vong. Theo ông Giảng, vào khoảng 8 giờ sáng nay, một đôi nam nữ đang đi xe máy mang biển kiểm soát 22B258430 trên đường tỉnh 179 thuộc địa bàn xã Kiều Kỷ thì bất ngờ bị sét đánh trúng và ngã ra đường. Khi người dân phát hiện và ra sơ cứu nhưng cả hai người đã tử vong. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của xã và công an đã phối hợp để giải quyết vụ việc. Nạn nhân được xác định là anh L, 28 tuổi và chị N, 18 tuổi, quê cùng ở Tuyên Quang. Cơ quan công an đã làm các thủ tục khám nghiệm hiện trường, liên hệ với gia đình nạn nhân. Thi thể hai nạn nhân đã được đưa về nhà xác bệnh viện. Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 14 tháng 9, 12 người dân trú tại xóm Đừng, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình lên đồi trồng cây keo và gặp mưa lớn kèm sấm sét. Trong lúc 12 người đang trú mưa, bất ngờ sét đánh vào một nhóm 3 người khiến một người tử vong tại chỗ và hai người bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy. Nạn nhân tử vong là anh Bùi Văn Tê, 43 tuổi, người bị thương là chị Bùi Thị Nguyên, 42 tuổi và anh Quách Thanh Hơn, 25 tuổi,